Ngay chợ Trường Khánh nha mọi người. Mình đi vô trong chợ đây luôn nha mọi người. Sao chợ luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại xã Trường Khánh của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay là ngày 17 âm lịch tháng 7, thì chùa Ông Bổng có tổ chức là xí vàng tại xã Trường Khánh sau chợ luôn nha mọi người. Thì vào trưa ngày hôm nay sẽ giật ngay địa điểm ở đằng sau, nhưng mà mình chưa biết địa điểm là ở đâu nha. Mọi năm thì địa điểm thì bên lộ đang đi xuống mà chỗ lúa người ta cắt rồi á, còn năm nay thì lúa chưa cắt rồi nghe là chưa biết địa điểm nó giật ở đâu nha mọi người. Thì là 12 giờ trưa nay, hiện tại mình đang có mặt tại đây là lúc 7 giờ sáng để mình thông báo cho tất cả mọi người biết, để mọi người biết sớm xong rồi biết mọi người lên đường sớm nha. Mọi năm thì được tổ chức một lần nha mọi người, rất là lớn luôn nha, tại Trường Khánh nha. Anh làm bên kênh nào vậy? Có làm kênh sáng bắc đó không? Có sáng bắc đi chụp đêm rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Em bên Trường Khánh TV
có lên coi vậy. Có mấy trên đó rồi không? Quá trời tiền luôn rồi mọi người ơi. Sáng ngày hôm nay rất là đông luôn á mọi người. Giờ này mới 7 giờ mấy à? 12 giờ mới 12 giờ mới giật cái chú. Chú 12 giờ là trực giật ngay đâu rồi chú? Rồi lên Trường Lộc á. Thì xuống dưới Trần Khánh xuống dưới à? Đi lên đường đi lên đi vô Trường Lộc. Dạ. Chỉ cũng gần ở đây chú. Đó là đây lên đó cả 500 mét. À cũng gần. Cũng gần lắm mọi người ơi. Mỗi năm thì ở đằng sau bên đây bên lúa bên cắt. Chỗ nào trống thì thấy à. Dạ. Năm rồi cắt lúa rồi, sình quá trời sình luôn rồi. Năm nay cho đây cố gắng à. Dạ. Năm rồi luyện đất quá trời. Sình cố gắng à. Dạ. Rất là lớn luôn nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình bị viêm họng chút xíu á mọi người. Ngày hôm qua thì có anh Thắng miền Tây ảnh cũng lên review và thông báo trước rồi mọi người ơi. Thì sáng ngày hôm nay thì mình tranh thủ lên sớm. Để thông báo cho mọi người biết sớm nha, để mọi người tranh thủ lên sớm sớm 12 giờ trưa nay nha. Tại xã Trường Khánh. Một bịch vậy, một bao vậy, 5 kg hả chú? 5 kg. 5 chứ trên 5 kg không à, tại mình lường thao á. Dạ. Chùa Ông Bồn sau chợ Trường Khánh luôn nha mọi người. Có thịt luôn. Bánh mì. Thank you.
Đang làm lễ buổi sáng ngày hôm nay nha mọi người. Được tổ chức 12 giờ hả cụ? Cả 11 giờ là cúng ở đây, đem ra cúng rồi là đi luôn rồi. Dạ. Còn bây giờ thì chờ cô bác đem hàng lễ cúng á. Dạ. Mỗi năm thì ở đằng sau này chú. Thì cái này tùy theo cái hoàn cảnh của dạ. Đây chỗ nào trống thì mình thấy à. Dạ. Tại năm rồi thì cắt lúa xong không cụ? Cắt lúa xong rồi mình lại. Dạ. Rồi năm rồi mưa rất là lớn luôn. Rồi lễ sinh rất là đông lắm, vui lắm. Vui lắm. Còn năm nay đi ra bên kia hả? Dạ. Thì bên đây nghe nói là cũng khô thôi, cũng không có gì gọi là. Dạ. Chắc bữa nay thì trời rất là đẹp rồi. Rất đẹp. Bữa nay thì ngày 17 âm lịch tháng 7. Dạ. Cô Lan giúp việc ở đây nha mọi người. Rồi mình thông báo với tất cả mọi người thì video của mình thì đến đây cũng đã khép lại. Thì 12 giờ trưa nay anh em tranh thủ lên đường nha. Để đến xã Trường Khánh nha.